Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lâm Đồng tiếp tục đổi mới hoạt động trong thực hiện quy chế dân chủ, góp phần tích cực trong sự phát triển chung của địa phương. Người thầy thuốc của buôn làng. Thành phố Hồ Chí Minh gấp rút phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Huyện Đắk Minh, tỉnh Đắk Nông, nguy cơ đối mặt với hạn hán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh và bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và đánh giá công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và ban dân vận Tỉnh ủy thực hiện năm dân vận chính quyền 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. Lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương đã tham dự. Năm 2018, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quy chế dân chủ ở cơ sở. Việc quản lý, điều hành theo hướng cụ thể gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ. Các chính sách của nhà nước được tổ chức công khai, minh bạch, gắn với cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ, công vụ, công chức, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành không ngừng củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ, rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở. Qua đó đã từng bước đổi mới, nâng cao kết quả công tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với đảng và nhà nước. Về kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban dân vận Tỉnh ủy, năm 2018, các đơn vị đã xác định nhiệm vụ theo hướng trọng tâm, tạo chuyển biến lớn các lĩnh vực chuyên môn gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, phối hợp tổ chức tiếp và giải quyết trên 1.000 đơn thư của công dân, thực hiện hơn 150 cuộc thanh tra chung. Qua đó, phát hiện 125 trên 195 đơn vị vi phạm trên các lĩnh vực phụ trách, đồng thời tiến hành trên 650 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành, hơn 1.000 cá nhân, 756 tổ chức kịp thời phát hiện và ban hành xử lý các trường hợp vi phạm. Đặc biệt, thông qua phối hợp đã tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các hội quần chúng tham gia quản lý nhà nước. Chính điều này đã góp phần rất lớn trong hoạt động chuyên môn giữa các đơn vị, tạo sự công khai dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ. Hội nghị đã tập trung tham luận với các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, trong các doanh nghiệp, quy chế về chính sách dân tộc, ý thức trách nhiệm, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức, chính sách hỗ trợ người nộp thuế, đổi mới hoạt động công tác dân vận khéo, đối thoại, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Kết luận hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh khẳng định vai trò quan trọng của công tác quy chế dân chủ cơ sở, góp phần tích cực trong sự phát triển chung của địa phương. Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng quát, hoạt động này thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định, nhất là việc thực hiện năm dân vận chính quyền 2018 của mỗi cơ quan đơn vị và địa phương chưa tạo được sự lan tỏa mới, mạnh mẽ hơn. Nhấn mạnh đến nhiệm vụ năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp, các ngành cần phát huy vai trò trong lãnh chỉ đạo, cần cụ thể hóa những nhiệm vụ đã ký kết, phối hợp, tiếp tục lấy chủ đề, hành động mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị theo phương châm, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả. Tỉnh của chúng ta cũng xác định được những sự quyết tâm, quyết liệt của mình trong cái điều hành kinh tế xã hội. Mà để đạt được những cái đó thì chúng ta cũng đã phân tích được cái vai trò của dân chủ ở cơ sở, vai trò tham gia của cả hệ thống chính trị, đúng không? Rồi cái vai trò của chính quyền các cấp trong cái việc là mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm cái luật tiếp công dân, luật khiếu nại tố cáo, làm tốt cái công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho người dân, xác định cái công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền trong năm 2019. Thì như vậy đây là một cái nội dung mà cần hết sức lưu ý. Chỉ cần chúng ta làm tốt cái việc giải quyết cái bức xúc, làm tốt cái việc là tiếp các cái doanh nghiệp nó thì cũng đã là có chuyển biến rồi. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính trên cơ sở ứng dụng tốt về công nghệ thông tin, thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo công khai trong các kết quả giải quyết các khiếu nại tố cáo.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt lưu ý, song song với triển khai đồng bộ các kế hoạch, mỗi ngành chính quyền cơ sở phải chú trọng đến công tác kiểm tra giám sát chất lượng công việc, cần sơ kết đánh giá thường xuyên để rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó báo cáo cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh nắm rõ để có giải pháp chỉ đạo. Bởi hơn bao giờ hết, chúng ta phải đặc biệt coi công tác phối hợp, hoạt động của quy chế dân chủ cơ sở là mũi nhọn tiên phong. Nếu làm tốt, vấn đề này sẽ tạo được niềm tin trong nhân dân, kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế trong mọi nhiệm vụ. Chiều nay, Ban chỉ đạo các chương trình liên tịch giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019, đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức đợt công tác dân vận năm 2019 tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm. Bà Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 502 tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, trong năm 2018, các đơn vị thành viên đã phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Trong năm, Ban chỉ đạo đã vận động các hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, huy động nguồn lực để thực hiện đợt công tác dân vận tập trung tại thôn Tôn Ca Long A, B thuộc xã Đà Ban, huyện Đà Tẻ với kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo còn tham gia công tác động viên tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện lực lượng vũ trang, phối hợp tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự năm 2018 cho 47.500 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tổ chức khám tuyển gọi gần 1.000 thanh niên nhập ngũ năm 2018. Trong năm, Ban chỉ đạo đã phối hợp rà soát, xét duyệt, thẩm định các đối tượng hưởng chế độ chính sách. Có hơn 2.700 đối tượng đã có quyết định chi trả với tổng số tiền trên 8,3 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo kế hoạch tổ chức đợt công tác dân vận tại xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm năm 2019. Theo đó, trong đợt công tác này, Ban chỉ đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở, hỗ trợ đào 12 giếng nước cho các hộ dân và nhóm hộ dân các thôn, làm công trình sân chơi cho các em thiếu nhi và tặng 100 phần quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Đồng thời, Ban chỉ đạo 502 tỉnh ủy và huyện Bảo Lâm hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa nâng cấp hội trường thôn 2, sân sửa chỉnh trang đài tưởng niệm xã Lộc Bắc, xây dựng một số công trình kinh tế, khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng, giao lưu văn hóa văn nghệ. Dự kiến ra quân đợt công tác dân vận vào ngày 29 tháng 3 năm 2019. Chiều nay 26 tháng 2, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Trong năm 2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, doanh thu của các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực du lịch, dịch vụ, sản xuất, xây dựng đạt trên 14.700 tỷ đồng, tăng 9,32% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước trên 1.600 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 7.700 lao động, với mức thu nhập từ 3,8 triệu đồng đến 31,9 triệu đồng một người một tháng. Thực hiện an sinh xã hội trên 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tổ chức cơ sở đảng thể hiện vai trò hạt nhân, lãnh đạo trong các doanh nghiệp. Qua phân loại trong năm qua, có 52 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên và 85% quần chúng được kết nạp đảng. Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã trình bày một số tham luận đánh giá lại quá trình hoạt động của các đơn vị doanh nghiệp, đồng thời đề ra các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của từng doanh nghiệp trong thời gian tới. Liên quan đến một số nhiệm vụ giải pháp trong năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Dịp này, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho 11 đảng bộ trực thuộc khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Hai chi bộ và 28 cá nhân được tặng giấy khen vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ năm 2014 đến năm 2018.
Nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tấm gương sáng trong công tác khám chữa bệnh cho người dân ở xã Hòa Trung, huyện Di Linh. Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận và triển khai kỹ thuật y khoa mới nội soi tiêu hóa, một trong những phương pháp có thể chẩn đoán dễ dàng và chính xác các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy lương y phải như từ mẫu. Y đức được coi là phẩm chất tốt đẹp của những người làm công tác y tế, được biểu hiện ở tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ và thương yêu chăm sóc cho người bệnh. Từ năm 1955, ngày 27 tháng 2 được chọn là Ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Hàng năm cả nước kỷ niệm ngày 27 tháng 2 như một lời tri ân đến những người thầy thuốc. Đây cũng là dịp để những người làm ngành y cùng nhớ đến và cố gắng làm theo lời căn dặn của Bác Hồ. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong thời gian qua, nhiều bác sĩ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát huy truyền thống tốt đẹp đó. Bác sĩ Ca Bích, trưởng trạm y tế xã Hòa Trung, huyện Di Linh là một trong những điển hình như thế. Không ngại gian khó, hết lòng vì bệnh nhân, người bác sĩ ấy đã dần trở thành chỗ dựa tin cậy của đồng bào khi đau ốm. Sinh ra tại miền quê nghèo của huyện Di Linh, tận mắt chứng kiến cuộc sống của đồng bào quê mình còn đói ăn, thiếu thuốc. Anh Ca Bích đã quyết tâm theo học nghề y để chữa bệnh cứu người. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp y khoa, trường Đại học Tây Nguyên, bác sĩ Ca Bích được cử làm trưởng trạm y tế xã Gia Bắc, một trong những địa bàn khó khăn với phần đông là người dân tộc thiểu số của huyện Di Linh. Không quản mưa nắng, suối sâu, dốc cao, bước chân của anh đã trải khắp các buôn làng để khám bệnh cho đồng bào. Với sự nhiệt tình của người thầy thuốc đã giúp anh có được lòng tin của đồng bào. Nên khi được điều chuyển đến vị trí mới là trạm y tế xã Hòa Trung, tỷ lệ khám chữa bệnh nơi đây đã 3 năm liền đạt tỷ lệ trên 100% chỉ tiêu được giao. Thậm chí còn thu hút cả những bệnh nhân ở những xã lân cận đến khám chữa bệnh. Tôi cảm thấy rất là hài lòng vì những cái dịch vụ ở đây. Riêng bác sĩ Ca Bích tuy mới về nhưng mà tôi cảm thấy rất là tin tưởng. Bác sĩ rất là cởi mở. Cái việc bác sĩ căn dặn bệnh nhân, dặn dò tôi về phải uống thuốc như thế nào hay là những cái dặn dò của bác sĩ rất là kỹ và tận tâm cho nên tôi rất là yên tâm. Mặc dù tôi có đầy đủ phương tiện và thời gian để đi những nơi xa như là Bệnh viện 2 Lâm Đồng hay các cái trung tâm y tế khác nhưng mà tôi lúc nào cũng chỉ lên đây thôi. Cũng hay đi xin thuốc ở đây nhưng mà có nhiều người trong trạm này nhiệt tình giúp đỡ mình á. Mình không hiểu thì họ cũng nói cho mình biết hiểu, chỉ cho mình biết cách ký xong rồi uống thuốc, chỉ cho mình uống một ngày hai bữa, hai lần như vậy đó. Hơn 19 năm khoác trên mình chiếc áo blue trắng, người thầy thuốc Ca Bích đã cứu rất nhiều người qua khỏi cơn nguy kịch. Bằng tất cả tâm huyết, giữ trọn nhân cách cao đẹp và y đức mà Bác Hồ đã từng dạy, lương y như từ mẫu. Bên cạnh việc khám chữa bệnh cho người dân, qua nhiều năm gắn bó với vùng cao, với đồng bào dân tộc, anh cùng tập thể thầy thuốc trạm y tế xã hàng năm thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về y tế luôn đạt 100%. Duy trì từ 80% trở lên các dịch vụ kỹ thuật có trong quy định phân tuyến kỹ thuật và danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh hiện hành của Bộ Y tế, bảo đảm việc thực hiện sơ cứu, cấp cứu, thông thường theo đúng quy định hiện hành, quản lý thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị y tế trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Năm 2016, Trạm Y tế Hòa Trung được công nhận đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã. Là thấm nhuận, là tinh thần làm thời, làm thầy chứ không phải làm thợ, để luôn nâng cao điều trị và chẩn đoán và điều trị, làm được việc chứ không phải làm xong việc, để từ đó là chúng tôi làm cái tiêu chuẩn để đánh giá được cán bộ nhân viên, lấy sự hài lòng của người bệnh đánh giá cán bộ y tế, rồi lấy sự tự nguyện, cái sự lựa chọn nơi khám bệnh của người dân là cái thước đo để uy tín của đơn vị. Đối với các cái xã mà vùng sâu vùng xa, các xã mà nhiều đồng bào, thì việc mà có một bác sĩ được tốt nghiệp và chính quy hoạt động ở các xã đó thì đem lại một cái hiệu quả rất lớn, đặc biệt nhất là trong cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ mà truyền đạt dễ nghe, dễ nhận biết để cảm hóa được người dân
thì nó sẽ mang lại hiệu quả rất cao. Ví dụ từ công tác khám bệnh, hướng dẫn người ta uống thuốc, đến những công tác mà hướng dẫn người ta về những thói quen nằm màng, những thói quen là phát quang bụi rậm, giữ gìn vệ sinh môi trường, hoặc là những thói quen mà trong các cái hô xí và vệ sinh, sử dụng nguồn nước và vệ sinh, thì nó cực kỳ quan trọng. Tôi đánh giá rất là cao những vấn đề này. Đặc biệt nhất là ở đây chúng tôi có nhiều bác sĩ như thế. Di Linh là một đặc thù là có rất nhiều bác sĩ người đồng bào đã làm tốt về công tác này. Những công việc thầm lặng như con ong chăm chỉ, dân mật cho đời của bác sĩ, y sĩ vùng cao, Cà Biết là một hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế cơ sở, công tác nơi vùng sâu vùng xa. Họ là những người gần dân, bám dân nhất, với cái tâm giàu y đức luôn tỏa sáng nơi núi rừng vùng cao Nam Tây Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm để giúp cho người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được tiếp cận với các kỹ thuật y khoa tiên tiến nhất, trong thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng liên kết với Bệnh viện Trung ương chuyển giao và triển khai hàng chục kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh, mang lại hiệu quả cao trong công tác điều trị bệnh cho người dân, giúp cho người bệnh yên tâm khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Một trong những kỹ thuật mới vừa được Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng triển khai thành công đó là nội soi tiêu hóa, là một trong những phương pháp có thể chẩn đoán dễ dàng và chính xác các bệnh lý liên quan đến đường tiêu hóa, giúp các bác sĩ tiên lượng bệnh và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ung thư dạ dày là những bệnh ung thư phổ biến ở nước ta. Trong giai đoạn đầu của bệnh, bệnh nhân gặp ít hoặc không có triệu chứng. Do đó, đa số người bệnh phát hiện muộn, dễ tử vong. Mới đây, Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển giao kỹ thuật nội soi tiêu hóa cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, hiện kỹ thuật mới nội soi đường tiêu hóa sẽ giúp sàng lọc phát hiện bệnh sớm ở những người có nguy cơ cao. Chính vì vậy, việc sàng lọc phát hiện sớm ung thư dạ dày quyết định hiệu quả điều trị, thời gian sống. Hiện nay, phương pháp chính để phát hiện ung thư dạ dày là nội soi. Không chỉ giúp phát hiện sớm ung thư dạ dày mà còn giúp phát hiện ung thư thực quản, tá tràng, đồng thời phát hiện các bệnh lý tại những khu vực này. Đây là một kỹ thuật mới dựa trên sự các thiết bị nội soi mới với các chức năng MRI, cũng như là cái người sử dụng các thiết bị phải có một kiến thức nhất định để chúng ta làm sao giúp trong quá trình nội soi chúng ta nhận diện được cái tổn thương ở giai đoạn rất là sớm và chúng ta điều trị. Khi mà chúng ta nhận diện được cái tổn thương ở giai đoạn sớm thì kế hoạch điều trị sẽ đem đến một kết quả điều trị hẳn, khỏi hẳn đối với những bệnh nhân ung thư ở đường tiêu hóa. Cũng theo các bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, nội soi tiêu hóa là phương pháp sử dụng một ống soi mỏng có gắn ánh sáng và camera, được đưa vào từ mũi hoặc miệng, giúp quan sát hệ tiêu hóa bao gồm thực quản, dạ dày, phần đầu của ruột non. Trong quá trình nội soi, bác sĩ có thể quan sát kỹ được niêm mạc thực quản, dạ dày và phát hiện được những tổn thương dù rất nhỏ. Nội soi đường tiêu hóa gây mê là phương pháp giúp bệnh nhân không còn cảm giác khó chịu trong khi soi. Từ đó, bệnh nhân hợp tác tốt giúp bác sĩ quan sát kỹ tổn thương, phát hiện bệnh chính xác. Sau khi soi từ 3 tới 5 phút, bệnh nhân tỉnh trở lại như bình thường mà không ảnh hưởng đến sức khỏe. So với phẫu thuật thì việc điều trị các cái tổn thương ung thư sớm bằng đường qua đường nội soi thì thời gian nằm viện ngắn hơn, chi phí điều trị thấp hơn, chất lượng cuộc sống bệnh nhân cao hơn, và dĩ nhiên nếu mà chúng ta điều trị ở giai đoạn sớm thì hầu hết chúng ta có gần như chúng ta điều trị được khỏi hẳn cái bệnh lý ung thư đường tiêu hóa. Sự hỗ trợ của cái hội NBI, tức là cái hội nội soi châu Á, mà họ sử dụng cái hình ảnh ánh sáng hẹp để mà chẩn đoán và điều trị sớm những cái tổn thương của bệnh lý đường tiêu hóa, thì cái này thì cũng may là cái tỉnh mình đã trang bị cho chúng tôi được những cái máy nội soi rất là hiện đại của Olympus. Và dưới sự hỗ trợ của cái hội nội soi tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, thì chúng tôi đã mạnh dạn triển khai. Sắp tới là ban giám đốc sẽ đầu tư thêm trang thiết bị nữa để mà cho nó hoàn chỉnh cái hệ thống cho các bác sĩ, và chắc chắn là sắp tới chúng tôi sẽ triển khai thật là hiệu quả những kỹ thuật này để cho người dân được hưởng những cái thành tựu về y tế tốt nhất, khỏi phải chuyển viện về Thành phố Hồ Chí Minh mà cũng được điều trị kỹ thuật rất là cao tại Bệnh viện Lâm Đồng. Nói chung là rất là nhanh và gọn, và bác sĩ là chăm sóc rất là tốt, chỉ dẫn đến nơi đến chốn chăm sóc, không có mất thời gian nhiều cả. Như vậy,
Với phương pháp này, người bệnh không còn cảm giác khó chịu và sợ hãi. Trong suốt cả quá trình thực hiện, thủ thuật nội soi trở nên đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều cho người bệnh, rút ngắn thời gian nằm viện cho bệnh nhân. Với việc đưa kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh, giúp cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán chính xác bệnh, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp cho người bệnh một cách hiệu quả. Chiều hôm qua 25 tháng 2, Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng đã tổng kết công tác hoạt động chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014-2018. Trong thời gian qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện theo chỉ thị 03 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phục hồi chức năng và duy trì đẩy mạnh công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Đến nay, 12 trên 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Hiện tổng số người khuyết tật đang quản lý và theo dõi tập luyện trên địa bàn tính đến hết năm 2018 là hơn 11.300 người. Số người khuyết tật được theo dõi quản lý hướng dẫn tập luyện tại nhà là hơn 3.300 người. Tỷ lệ người khuyết tật thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm đạt tỷ lệ 100% người một lần một năm. Song song đó, hàng năm Bệnh viện Phục hồi chức năng Lâm Đồng đã tổ chức công tác khám sàng lọc trẻ em khuyết tật. Số trẻ em được khám chỉ định phục hồi chức năng là 42 người. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyển giao kỹ thuật, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng cho các trung tâm y tế huyện cũng được triển khai thường xuyên và đồng bộ. Năm 2019, Hội nghị thống nhất thực hiện các mục tiêu như 100% người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được cập nhật thông tin và quản lý trong phần mềm quản lý khuyết tật của Bộ Y tế, đẩy mạnh các hoạt động của chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, chú trọng đến công tác phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ em khuyết tật, duy trì 100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có phân công cán bộ phụ trách công tác phục hồi chức năng và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng. Dịp này, Sở Y tế Lâm Đồng đã công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng đối với bà Phạm Thị Vân Anh. Ngoài ra, Bộ Y tế đã trao tặng kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 6 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sở Y tế Lâm Đồng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Sáng nay 26 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sang, sinh năm 1991, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sáng nay 26 tháng 2, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân Sang, sinh năm 1991, trú tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào tháng 11/2017, do quen biết từ trước nên Nguyễn Xuân Sang đã vay của ông Lê Văn Tá ở phường 9 thành phố Đà Lạt số tiền 160 triệu đồng rồi thế chấp lại bằng chiếc ô tô mang biển kiểm soát 60A01722 mà đối tượng thuê của một người ở Đồng Nai. Sau đó thì mất khả năng chi trả. Để giải quyết số nợ nói trên, ngày 22/11/2017, Nguyễn Xuân Sang rủ Trương Ngọc Tú là người quen quê ở Đồng Nai thuê xe ô tô lên Lâm Đồng chơi. Sau đó Sang đã lừa Tú mượn lại chiếc xe rồi đem đi cầm cố lại cho ông Tá để lấy xe ô tô đã cầm trước đó về trả cho một người ở Đồng Nai. Sau đó Sang bỏ trốn khỏi địa phương. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi, tính chất và mức độ phạm tội của đối tượng, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Sang 10 năm tù giam, đồng thời buộc phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt trước đó. Phần thông tin trong nước có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Huyện Đắk Minh thuộc tỉnh Đắk Nông nguy cơ đối mặt với hạn hán. Sáng ngày 26 tháng 2, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức họp mặt lãnh đạo cơ quan tuyên giáo, thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn Quân khu 7 nhân dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì buổi họp mặt.
Năm 2018, với nhiều cách làm chủ động sáng tạo, công tác phối hợp hoạt động giữa quân khu 7 với ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn quân khu đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang quân khu ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố trận địa chính trị tư tưởng, thế mạnh lòng dân vững chắc, xây dựng tình đoàn kết, quân dân bền chặt. Với vai trò nòng cốt trong phối hợp tuyên truyền, Cục Chính trị Quân khu 7 đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ với Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, cơ quan thông tấn báo chí, đẩy mạnh tuyên truyền một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, các hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7, nhất là trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác quân sự quốc phòng địa phương, hoạt động đối ngoại quốc phòng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, chung sức xây dựng nông thôn mới, v.v. Đến nay, các cơ quan, báo, đài, trung ương địa phương trên địa bàn quân khu đã xây dựng và duy trì hiệu quả, nề nếp các chuyên trang chuyên mục quốc phòng an ninh, phản ánh kịp thời, toàn diện các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu 7. Nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự, chuyên mục đã đi sâu khai thác về hình ảnh cán bộ chiến sĩ thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, v.v. góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ngày 25 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Hiện mỗi ngày thành phố nhập khoảng 11.000 con lợn từ khắp các tỉnh thành về tiêu thụ, không loại trừ những địa phương phía Bắc đã bị phát hiện có dịch tả lợn châu Phi, nên nguy cơ dịch vào thành phố là rất cao. Cùng với tổng đàn lợn tại chỗ khoảng trên 300.000 con, chủ yếu nuôi ở quy mô nông hộ nhỏ lẻ, chưa quản lý được nguồn thức ăn và quy trình nuôi, do vậy nguy cơ dịch bệnh càng cao. Hiện việc kiểm soát chặt nguồn vào đang được các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh tăng cường chốt chặn giám sát, kiểm tra xe tại các điểm giao thông quan trọng, cửa ngõ vào thành phố. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu mùa khô đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài nên hệ thống sông suối, ao hồ tự nhiên và các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Minh đang dần cạn nước, nguy cơ hạn hán là rất cao. Hiện nay, ngành chức năng và người dân trên địa bàn đã chủ động thực hiện các biện pháp chống hạn, bảo đảm nguồn nước tưới cho cây trồng. Đến thời điểm này, tại nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Đắk Minh, mực nước đã xuống thấp, nhiều công trình đang trong tình trạng thiếu nước, hết nước. Đơn cử như công trình thủy lợi Hồ Đội 3, xã Đức Mạnh cung cấp nước tưới cho khoảng 50 hectare diện tích cây trồng trên địa bàn xã. Nhưng hiện tại nước hồ đã cạn kiệt, nguyên nhân năm nay do mùa khô đến sớm, lượng mưa ít nên nước trong hồ đã cạn nhanh, không đủ nước tưới cho cây trồng. Tôi đây thì có 2 hectare cà phê mà mới tưới được có 500 cây. Thì là cái đập này là hết nước, là hiện tại giờ cà phê tôi đây, vàng đây, không có nước để tưới. Thì phải đào giếng, tưới nước giếng, thì nước giếng cũng không có đủ, ngày tưới được mấy chục cây cà phê. Xã Đắk Lao, huyện Đắk Minh có 8 công trình thủy lợi, nhiều nhất huyện. Tuy nhiên đến nay đã có 5 trên 8 công trình đang thiếu nước và hết nước. Đối với công trình thủy lợi Đắk Ken, hiện đã ở mức cạn kiệt. Địa phương đã triển khai chống hạn bằng cách bơm nước trung chuyển từ Hồ Tây về Hồ Đắk Ken để phục vụ nhu cầu tưới của người dân trên địa bàn xã. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng tuyên truyền người dân sử dụng nước tưới tiết kiệm, hợp lý. Chi nhánh là cũng đã bơm chuyển nước về Hồ Đắk Ken để cung cấp nước tưới cho khoảng 214 hectare lúa ở cái khu vực mà Đắk Ken và khu vực Bung Seri. Trong quá trình điều tiết thì chi nhánh cũng đã tổ chức cho anh em phối hợp với lại địa phương tổ chức là điều tiết vận hành nước, khuyến khích người dân là bơm nước tưới nước tiết kiệm để đảm bảo phục vụ sản xuất. Hiện chi nhánh đang triển khai biện pháp chống hạn đối với các công trình thủy lợi có hệ thống bơm trung chuyển. Riêng đối với công trình thủy lợi Hồ Đắk Mờ Bai, xã Đắk Lao và công trình thủy lợi Hồ Nông Trường Thuận An, xã Thuận An sẽ không triển khai được biện pháp chống hạn do không có hệ thống bơm tưới, trung chuyển nước vào hồ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.